xin chào mọi người trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người về hai sản phẩm mới đến từ thương hiệu Maron một thương hiệu sản xuất âm thanh rất là nổi tiếng của Nhật và đối với những bạn nào mà chưa biết thì Maron là trước khi trở thành một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật thì Maron vốn là một thương hiệu của Mỹ và được thành lập vào năm 1953 bởi ông So Bernard Maron và cho đến năm 1964 thì do những vấn đề về tài chính mà ông So bên Maran đã phải bán đi cái thương hiệu của mình cho Super Scoop Incorporation, một công ty của Nhật và cũng kể từ đó thì thương hiệu Maran đã chính thức chuyển từ Mỹ sang một thương hiệu của Nhật. Và kể cả những cái địa điểm sản xuất của Uh, Marin cũng được chuyển từ uh, Mỹ sang nhà máy của Nhật hết toàn bộ Nếu như nói về Marin thì chắc chắn không thể nào mà chúng ta bỏ qua về những cái sản phẩm của Marin Vốn được những audio file đánh giá rất là tốt Và lý do vì sao nó tốt Thứ nhất là bởi vì không chỉ thiết kế trang nhã tinh tế Mà những công nghệ, những kỹ thuật bên trong của những thiết bị này đều được hãng đầu tư rất là chi tiết uh, Được làm một cách rất là tỉ mỉ và chỉnh chu và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ xem là những sản phẩm của Myron Và cụ thể là hai sản phẩm mà mình sắp sự giới thiệu đây Là một đầu CD và một âm ly tích hợp có mã là CD và PM6007 Vậy thì hai sản phẩm này có gì đặc biệt ngay bây giờ mà mọi người cùng mình Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video review dưới đây nói về bộ đôi sản phẩm ngày hôm nay đầu CD và một âm ly tích hợp CD PM 6007 thì mọi người cũng đã biết là à, ở cái phiên bản trước đó chính là CD PM 6006 vốn là một bộ đôi rất là nổi tiếng của Maron và không chỉ được các audio file ưa chuộng mà ngay cả những tạp chí hi-fi trên toàn thế giới đánh giá năm sao suốt nhiều năm liền và đây là một cái phiên bản đời sau của 6006 Trước hết thì mình sẽ nói về thiết kế trước đi Thì như mọi người thấy ở đây chúng ta có một cái thiết kế rất là đặc trưng của Marin Với uh, một cái khối chá ship nhìn rất là dày Về mặt trước được ốp nhôm phay xước rất là đẹp Ở đây chúng ta có là một đầu uh, CD CD 6007 Thì uh, đầu tiên mọi người sẽ nhìn ở cái ngoại hình bên ngoài Đây một thiết kế nhìn rất là trang nhã đẹp mắt ở hai bên phần cánh được vát cong và ở phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái miếng ốp nhôm phay xước nhìn đẹp. Và tay mình khi mà mình sờ ở trên cái bề mặt này thấy có một cái độ hoàn thiện rất là tốt. Ở từng cái đường cắt, từng cái đường gấp khúc như thế này rất là tốt và không có bị sượng tay. Ở dưới đây chúng ta có một cái logo của hãng Marin được dập nổi rất là đẹp mắt. Ở dưới là tên của sản phẩm CD player mã CD 6007 rồi chúng ta sẽ có một bộ cơ CD ở đây và các nút bấm tùy chỉnh từng cái tác vụ chơi nhạc chúng ta có nút nguồn ở đây bây giờ mình sẽ bật lên này sẽ có một cái ngõ vào USB chúng ta sẽ cho tùy chọn nguồn phát là đĩa hoặc là USB ở đây và phía bên đây chúng ta có một cái ngõ vào của headphone Cũng như là một cái núm để tùy chỉnh cái mức độ Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái ngõ vào USB-A này trước Thì đây thực sự là một cái ngõ vào theo như mình tìm hiểu thì đây là một cái ngõ vào rất là đáng gồm Bởi vì nó có thể đọc được những cái định dạng nhạc chất lượng cao Và có thể đọc được một cái file nhạc là cái chất lượng lên đến DSD Và tiếp tới thì cái điều thứ hai đó chính là một cái ngõ vào headphone ở đây thì đối với ngõ vào Headphone này với những bạn nào mà có sở thích nghe nhạc cá nhân Chúng ta sử dụng Headphone để nghe nhạc Thì đây mà chúng ta sẽ điều chỉnh trên chiếc Remote này Chúng ta sẽ vào cái phần Setup Chúng ta có cái nút Setup ở đây Chúng ta sẽ vào nút Setup Mọi người sẽ thấy ở đây chúng ta có phần Setup Headphone, Ampli, Gain Tức là nó cho chúng ta có thể điều chỉnh được cái mức Gain đối với từng loại Headphone ứng với lại cái mức độ trở kháng nếu như mà chiếc headphone của mình có mức độ trở kháng là thấp thì chúng ta sẽ chọn lô rồi lên đến mid rồi lên đến High bây giờ thì mình sẽ mở cái phần nắp ở phía trên này ra để cho mọi người chiêm ngưỡng cái phần nội thất bên trong của cái đầu cd này thì như mình cũng đã giới thiệu với mọi người chúng ta đập vào mắt chúng ta ngay đầu tiên đó chính là một cái bộ cơ cd à, nó sẽ nằm đây và những cái thông tin mà theo hãng công bố thì ở cái đầu CD này là hãng đã thay vào một cái con chip Là chip AKM4490 làm cái nhiệm vụ cho cái mô đun giải mã này Thì con chip đó đây mọi người nhìn kỹ hơn chip AKM4490 sẽ nằm ở vị trí bên đây Và cả một cái phần này nữa là chính là cái mô đun giải mã Rồi tiếp tới thì chúng ta sẽ có một cái bộ nguồn độc lập ở phía bên đây rồi chúng ta sẽ có tiếp tới là một cặp tụ lọc Elna với uh, 2200 microfarad cho mỗi tụ. Và tiếp tới thì chúng ta có một cái uh, cũng là một cặp đây, diode cản Schottky ở đây, màu đen mọi người nhìn thấy. Và uh, cái ở cái phần nguồn này, đây là cái module của phần nguồn thì sẽ được bắt dây và đi trực tiếp qua module của đát nằm ở bên đây luôn. Đó và như mọi người thấy nhìn xa ra hơn một tí thì mọi người sẽ thấy là từng cái chi tiết từng cái linh kiện ở bên trong đây là đều được sắp xếp rất là tinh gọn rất là tỉ mỉ đó và ở đây một cái chi tiết nữa mà mình nhìn thấy được đó chính là ở cái một số những cái linh kiện ở phía dưới chân này thì sẽ được bọc một lớp bột keo chống rung nó sẽ giúp cho À, những cái à, linh kiện này chống rung được tốt hơn Tránh nhiễu trong quá trình hoạt động à, Đó là về đầu à, CD6007 Đối với đầu BM6007 Thì mọi người nhìn thấy chúng ta vẫn có một cái ngoại hình ở mặt trước Nó cũng gần tương tự như là đầu CD Thì bởi vì cho nên đây nó mới trở thành một cái cặp đôi Chúng ta vẫn có một cái à, mặt ốp nhôm phay xước Phía đằng trước này nhìn rất là đẹp mắt này Một cái à, logo của hãng Maron được in nổi ở đây Tên của sản phẩm PM 6007. Đấy, và chúng ta có một cái uh, cặp núm xoay, ở bên đây thì sẽ là cặp núm xoay để điều chỉnh ngõ vào và bên đây sẽ là điều chỉnh âm lượng, nhìn rất là đẹp mắt. Đấy mọi người thấy cái sự hoàn thiện ở từng cái chi tiết, cái độ tỉ mỉ của nó rất là cao. Tiếp tới thì chúng ta có nút nguồn ở phía bên đây, chúng ta có một ngõ vào cho headphone cũng tương tự như là đầu CD. Đây. tiếp tới thì chúng ta có uh, cái bộ EQ điều chỉnh âm sắc cho dải bass và dải treble đây hãy có ký hiệu rất là rõ để mọi người có thể tùy chỉnh chính xác và view bên, bên đây chúng ta sẽ có một nút điều chỉnh ba lần giữa trái phải nhìn lên phía trên thì mọi người sẽ thấy ở đây chúng ta có một nút là sụt direct mọi người không muốn tùy chỉnh EQ thì mọi người có thể chọn cái nút này sụt direct này để cái nguồn vào á, thì nó sẽ đọc trực tiếp trên cái tín hiệu nguồn đó luôn mà không thông qua bất kỳ một cái bộ điều chỉnh âm sắc nào hết đó thì hiện tại là mình đang chọn nút là sụt direct từ phía bên đầu cd hay là ngõ vào cd thì ở đây chúng ta có rất là nhiều những cái ngõ vào chúng ta có từ phono này qua cd này qua network này tuner recorder cosio và cả optical nữa tiếp tới thì chúng ta sẽ có cái uh, nút điều chỉnh speaker ab cái này cho chúng ta tùy chọn uh, cái cặp loa nào mà chúng ta muốn và uh, tiếp tới thì chúng ta sẽ có một cái uh, nút để tùy chọn cái mạch lọc filter ở đây đây và như nãy ở bên cái đầu cd này thì uh, mình cũng quên nói về cái filter này ở bên đầu cd cũng có tích hợp một cái mạch lọc cho phép uh, điều chỉnh hai cái mốt nghe đó chính là một cái mốt nghe là cho âm hình sân khấu được rộng mở hơn và cái mốt nghe thứ hai đó chính là cho chúng ta nghe được cái chi tiết âm thanh nó được tốt hơn nó được chính xác hơn đấy thì mọi người cũng có thể bật cái nút filter này lên và cái mạch lọc này chỉ hoạt động khi chúng ta có cái nguồn phát đầu vào là digital nè coaxial hoặc là optical thôi và ở trên cái đầu cd này thì để mình bấm lại ở phía bên này một tí thì mọi người nhìn lại ở phía bên đây thì ngoài cái setup về headphone amplify gain thì chúng ta sẽ có setup cái mặt filter ở phía này và mọi người sẽ vào cái nút setup ở đây để chúng ta tùy chỉnh thì khi chúng ta chọn filter này mọi người sẽ thấy có filter 1 và filter 2 và nó cũng tương tự giống như bên này giống như vậy đó là về ở cái phần ngoại hình bên ngoài của PM6007 còn ở bên trong thì sao thì mình cũng đã gỡ ốc ra sẵn và bây ngay bây giờ thì mình sẽ mở ra bên cho mọi người xem đây là phần ruột bên trong của PM6007 mẫu âm ly tích hợp đến từ thương hiệu Myron Nhìn từ trái qua phải đi thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy có một cái biến thế xuyến rất là lớn Đây, nó nằm đây này Và được bọc trong một cái lớp vỏ nhôm rất là cứng Rồi tiếp tới thì chúng ta có một cái cặp sò bán dẫn ở bên đây đây một cặp sò này một cặp sò này chúng ta có hai cặp sò bán dẫn của Sanken nhìn kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy có cái ký hiệu SK trong cái sò này đấy ký hiệu đó là của Sanken đấy và um, tiếp tới đi qua về phía bên phải nữa chúng ta có một cặp tụ lọc Elna ở phía bên đây đó 12.000 microfarad cho mỗi tụ ha rồi tiếp tới thì chúng ta sẽ có một cái mạch uh, đát được bọc trong một cái chassis rất là dày một cái khung chassis bằng nhôm rất là dày ở đây tránh nhiễu ha ở đây thì mình không mình không mở cái này ra được Đấy nên là mình chỉ có thể show cho mọi người thấy đây là mạch là đát này, là nằm đây thôi Rồi tiếp tới thì chúng ta có mạch phono ở đây Như mình đã nói là chiếc Ampli tích hợp này có tích hợp phono luôn Mạch phono Và ngoài ra thì mình quan sát thì mình thấy là những cái linh kiện Những cái chi tiết mạch ở bên đây thì được bọc keo chống rung nhiều hơn so với lại đầu CD Đây ở đây cũng có một dấu này rồi phía gần mặt đá cũng có một dấu này. Rồi ở bên phía bên này cũng có một dấu này. Đấy, mà nó giúp cho những cái linh kiện này chống rung tốt hơn trong quá trình hoạt động. Rồi, đó là về cái nội thất bên trong của cả hai thiết bị CD và PM 6007 cũng như là những cái thông số những cái kỹ thuật mà mình muốn giới thiệu với mọi người. Và ở đây mình đang phối ghép trên một hệ thống là gồm có cả nguồn phát và một cặp loa và nguồn phát thì mình sẽ chọn từ CD của Marin này đầu CD 6007 và mâm thang thì mình sẽ chọn mâm thang đến từ thương hiệu Project có tên là Debut Carbon Evolution còn về loa thì mình sử dụng một cặp Power and Wilkin 606 phiên bản Anniversary kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt 600 series. thì uh, đối với phiên bản này hiện tại mình đang có đây là sẽ có mặt trước uh, được ốp gỗ màu trắng, phía sau là sẽ có phủ lớp veneer màu walnut rất là đẹp. đó và ở cái phần viền của twitter thì sẽ có uh, một cái dòng chữ là 600 series anniversary edition ở đây. Uh, về hệ thống driver thì Bowen Wilkin cũng công bố rằng là không có gì thay đổi và cái sự thay đổi duy nhất á, ở trong đây đó chính là đến từ uh, những cái cặp À, tụ lọc, những cái tụ cản mà hãng đã hợp tác cùng với Moondog để làm và để tối ưu cái driver ở bên trong cũng như là cái bộ phân tầng thì đã được lấy từ 700 series để đem xuống dòng 600 series này đây, đó là cả một hệ thống ph phối ghép của ngày hôm nay và bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một vài bản nhạc Sau khi nghe thử xong thì mọi người cảm thấy thế nào ạ? À? Riêng mình thì ngoài những cái nâng cấp về module ở bên trong module Op am ở bên trong cũng như là một cái bộ nguồn tốt hơn sử dụng chip AKM 4490 mới hơn Có thể nói là sau những gì mà mình đã trải nghiệm qua cái track của để CD thì mình thấy rằng rõ ràng là bộ đôi CD và PM6007 này đã nâng cấp cái mức độ trình diễn của cái giải tầng trung lên một bậc về cả độ mở âm độ chi tiết cũng như là cái độ ấm của cái âm sắc mà bài hát mang lại còn về bài hát thứ hai thì mình đã chọn cái sụt là sụt analog từ mâm đĩa thang đến từ hãng project và nó cho mình một cái điều mà mình cảm thấy rất là ấn tượng ở việc kết hợp âm ly BM6007 này với BW 606 S2 Signature và đó là cái việc tái tạo một cái âm hình sân khấu rất là chuẩn xác thì cái độ chuẩn xác này mọi người có thể hình dung là nó đến từ cả vị trí lẫn cả cái không gian và nói về cái không gian thì mọi người có mình không biết là mọi người có cùng cảm nhận với mình khi nghe bản nhạc này không nhưng mà ở đây thì mình cảm nhận được rằng cái không gian sân khấu mà bộ đôi này á, mà mang lại nó rất là rộng và nó rộng thực sự là khi mà mình cảm thấy có cái tiếng vocal của cái giọng opera ấy, nó lùi hẳn về phía sau và nó lùi ra khỏi sau cả cái mặt loa này luôn nó rất là xa khi mà cái đối với cái khoảng cách mà mình ngồi mình nghe khi mà mọi người nghe mọi người thấy từ những cái nốt khi mà uh, người nữ hát opera nó mà lên cao ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái sân khấu nó có cái độ vang rất là sâu và rất là cao lên mình thấy thật sự là nó làm mình rất là ấn tượng và để tái tạo được một cái sân khấu mà nó phức tạp và nó có cái độ vang đến như vậy thì chúng ta phải cần một cái âm ly có độ nhiễu cực kỳ thấp thì mới có thể tái tạo một cách chuẩn xác đến như vậy được tổng kết lại thì sau những gì mà mọi người đã trải nghiệm cùng mình thì mọi người cũng thấy rằng bộ đôi CD và PM 6007 này có những nâng cấp rất là giá trị từ tính năng lẫn cả chất âm và theo mình nghĩ rằng là trong tương lai sẽ gặt hái được những cái uh, thành công như là thế hệ trước đã từng. Thực sự là nếu như mà bạn nào mà chọn cái bộ đôi này á thì mình cũng phải cân nhắc là đã chọn cặp đôi này rồi thì nên chọn luôn loa đi cùng là Bauer and Wilkin 606 S2 Signature. Bởi vì ở đây thì mình thấy được rõ ràng là loa và âm ly và CD này nó có một cái độ matching với nhau cực kỳ tốt cả về âm thanh mà lẫn cả thiết kế luôn và mọi người khi mà để một cái setup như thế này vào trong một căn phòng ví dụ như là phòng khách hoặc là phòng ngủ của mình thì mọi người sẽ thấy nhìn nó rất là tinh tế và rất là trang nhã đấy một trong những setup tinh gọn và hiệu quả nhất mà mình có thể recommend cho mọi người trong video ngày hôm nay và rất là cảm ơn mọi người đã xem hết video Xem mình giới thiệu về bộ đôi này Cũng như là nghe thử với mình Về những trắc nhạc cực kỳ ấn tượng Thì mọi người cảm thấy như thế nào Hãy cho mình biết ý kiến của mọi người Ở phần bình luận phía bên dưới à, Mình là Đinh Phúc và video đến đây Thì sẽ được kết thúc Cảm ơn mọi người